càng rất ít hữu tình cung kính cúng dường Sa Môn Bà La Môn, như vậy cho đến càng rất ít hữu tình được an trụ địa vị Bồ Tát Bất Thối Chuyển, càng rất ít hữu tình mau chóng chứng đắc quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Lại nữa Kiều Thi Ca, ta dùng Phật nhãn thanh tịnh không chướng ngại, xem thấy mười phương thế giới vô biên, tuy có vô lượng vô số hữu tình phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát hạnh, nhưng vì xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên chỉ có 1, 2 hay 3 hữu tình an trụ địa vị Bồ Tát Bất Thối Chuyển, còn phần nhiều rơi vào thanh văn độc giác, bậc hạ ý, phẩm hạnh kém, địa vị thấp. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì công đức quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề của chư Phật vô biên khó có thể đắc, hữu tình nào mà ác tuệ giải đãi, tinh tấn hạ liệt, thắng giải hạ liệt thì hữu tình đó hạ liệt không thể chứng đắc được. Vì vậy Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát hạnh, muốn an trụ địa vị Bồ Tát Bất Thối Chuyển, để mau chóng chứng quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề mà không gặp chướng nạn, thì nên đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này luôn luôn lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý, siêng năng thỉnh vấn pháp sư, vui vẻ vì người giảng thuyết, lại còn phải viết chép, dùng các vật trang nghiêm cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, dùng các tràng hoa thượng diệu, hương bột hương xoa, y phục thanh lạc, tràng phan bảo cái, trần kỷ kỹ nhạc, đèn sáng vân vân mà cúng dường. Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này, đối với việc nhiếp thọ các thiện pháp thủ thắng khác của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng nên lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý, siêng năng thỉnh vấn pháp sư, vui vẻ vì người giảng thuyết, lại còn viết chép cung kính cúng dường. Nhiếp thọ thiện pháp thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Đó là bố thí cho đến tịnh lự Ba La Mật Đa, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, trần như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, thánh đế khổ tập diệt đạo, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, chín định thứ đại, ba pháp môn giải thoát, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tà Ma Địa, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc vô lượng vô biên Phật pháp khác. Đây gọi là nhiếp thọ các thiện pháp thủ thắng khác của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này, đối với uẩn xứ giới vân vân, vô lượng pháp môn tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng nên lắng nghe thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, không nên hủy báng, đến nỗi đối với quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề mà gặp phải chướng nạn. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân này nên suy nghĩ như vậy. Khi xưa Đức Như Lai, lúc còn an trụ Bồ Tát, thường siêng năng tu học, tùy thuận pháp Bồ Đề, đó là Bát Nhã cho đến bố thí Ba La Mật Đa, như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, và vô lượng vô biên Phật pháp khác. Cùng với uẩn xứ giới vân vân, vô lượng pháp môn, tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do đó đã chứng đắc sở cầu quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Chúng ta ngày nay vì cầu quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, cũng nên theo học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và các thiện pháp thù thắng tùy thuận, quyết định là đại sư chân thật của chúng ta. Chúng ta theo đó tu học thì sở nguyện thường viên mãn, nhất định là pháp ấn chân thật của chư Phật, tất cả như là những chánh đẳng giác, theo học điều đó mà chứng đắc quả vị vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Cũng vậy, pháp ấn chân thật của tất cả thanh văn độc giác đều theo việc học đó mà đạt đến cứu cánh chốt giáo niết bàn. Vì vậy Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào khi Phật còn tại thế hay sau khi Phật nhập niết bàn, nên y chỉ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, ẩn xứ giới vân vân, vô lượng pháp môn, thường phải siêng năng tu học. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, cho đến trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, quần xứ giới vân vân, vô lượng pháp môn, đều là chỗ nương tựa lợi ích an lạc của tất cả thanh văn, độc giác, Bồ Tát và trời người Atula vân vân. Hết quyển thứ 501.